Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 1999, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Quyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là thi ca thứ 37, nói về cái thấy của người chứng đạo về Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam. Tây Thiên mà trong này để Tây Thiền, xin bỏ cái dấu lại, Tây Thiên. Tây Thiên tức là Tây Thiên Trúc, ở về hướng Tây so với Trung Quốc. Một Trung Quốc thì so với cái địa dư mà, so với Ấn Độ thì nó thuộc về Đông, cho nên là Trung Quốc thì gọi là Đông Độ, mà Ấn Độ thì gọi là Tây Thiên. Tây Thiên chứ không phải là Tây Thiền. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tào khê thị, đệ nhất ca diếp thủ triền đăng, nhị thập bát đại Tây Thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ, bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Dịch là dựng cờ pháp lập ra tông chỉ, ý của Tào Khê y lời Phật bảo ban, sĩ truyền đăng ngài Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ, khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, bồ đề đạt ma sơ tổ tông thiền, truyền 6 đời y bác để làm tin, người đắc đạo đời sau không đếm hết. Kinh điển của Phật, cái chuyện mà truyền bá chánh pháp đó là một vấn đề rất là quan trọng. Cái từ của đạo Phật tôi gọi là tục diện truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cái người đệ tử Phật trong cái giới xuất gia đó, cái công tác hàng đầu là tục diện truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tục diệm tức là diệm là cái ngọn đèn, là cái ánh sáng. Mình phải phát huy cái ánh sáng, cái ngọn đèn trí tuệ đó, cho nó cháy mãi 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 mãi, và càng ngày nó càng sáng, càng rạng rỡ mãi mãi, gọi là tục diệm. Truyền đăng tức là mồi, cho mồi nhiều ra, một ngọn đèn mồi ra 10 ngọn, 10 ngọn mồi cho mồi ra 100 ngọn, 100 ngọn cho mồi ra 1000 ngọn, cứ như thế mồi ra hoài. Cũng giống như là cái ngọn lửa thiên Olympic thế vậy. Từ Ai Cập cứ cho chạy đốt cái đuốc, chạy hoài, chạy riết, truyền qua nước này qua nước kia, chạy riết cho tới cái chỗ nào mà mở ra đăng cai cái quốc tế, cái gọi là thế vận hội đó. Chạy về tới đó rồi mới là mồi cái lửa đó, gọi là lửa thiêng. Thì cái đó là cũng cái ý nghĩa truyền đăng tục diệm của cái ngành thể thao, nó quan trọng trong cái truyền thống, để nói lên cái tiếp tục cái truyền thống quan trọng đó. Còn Phật thì phải tục diệm truyền đăng. Nhược hữu trung lưu chi sĩ dị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm bối diệp, tinh sư nghĩa lý truyền xuống phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ơn đức. Nếu mà bậc thượng lưu á thì người ta tu, người ta đắc đạo ngay, ta có an lạc ngay, ta có giải thoát giác ngộ. Chẳng hạn như là Phật là bậc thượng lưu rồi, thượng lưu thượng căn thượng trí rồi. Bồ Tát thì cũng là thuộc về cái hàng kế thượng lưu. Còn như chưa phải là thượng lưu á, thì là bậc trung lưu, là chẳng hạn như là hàng đệ tử Phật đời nay, những người xuất gia có điều kiện tu học đều được gọi là, nếu mình biết học biết tu thì thuộc về hạng trung lưu. Mà cái hạng trung lưu á, giờ hữu trung lưu chí sĩ là mà chưa có vượt bậc mà chứng được đạo quả vô thượng bồ đề được, thì phải là đối với giáo pháp của Phật phải lưu tâm, phải ôn tầm, phải nghiên cứu, phải tư duy, phải quán niệm để tìm hiểu cái chân lý, học chân lý, hành chân lý để sống theo chân lý.
để mà tục diệm truyền đăng, để mà tiếp dẫn hậu lai, thì đó là cái người, đó là cái người đệ tử đền đáp ơn của Phật, của tổ, của Tín Thí Đàn Na. Cho nên là ở đây nó gọi là dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ, là để nói lên về cái hàng đệ tử Phật phải tiếp nối cái truyền thống Hoằng Dương Chánh Pháp, tục diệm truyền đăng, dựng cái cờ. Cho nên cái phước là thay vì mỗi quốc gia là nó có cái cờ của đất nước của người ta, ta quan trọng cái đó. Còn ở chùa là có cái cột phước đó, thì nó biểu trưng cho cái cờ ở trong đạo Phật. Cái đó được gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ và phá vi võng ư trùng trùng. Pháp tràng là cái cờ pháp, đây là kiến pháp tràng, lập tông chỉ, dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ. Thì người ta đánh giặc ra thì người ta biểu trưng cái đất nước ta bằng cây cờ. Mà khi mà chiến thắng về là ta dựng cờ, ta làm một lễ khải hoàn. Còn người đệ tử Phật thì cũng phải dựng cái cờ trước pháp. Mà trước pháp mà thành công, được lợi lạc cho nhiều người, giống như là thắng trận rồi là phải dựng cờ. Do vậy mà những cái buổi lễ giảng kinh trước pháp, rồi có cái đám lớn rồi, của đạo Phật thì thường là ta dựng cái cờ pháp, tức là cái lá phang, lá phướng ấy. Lập ra tông chỉ. Cái tông chỉ này á thì thường thường á người ta nói rằng là thiền tông á, là ngài Ca Diếp á, là tổ sơ tổ của thiền tông của thời ở Tây Thiên, và Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của thiền tông ở Đông Độ. Nhưng mà đều nói như vậy, nói về vậy thì nghe giống như trúng hay chưa à, không có trúng chánh. Mà lập ra cái tông chỉ đây á, ngài Ca Diếp mà được làm sơ tổ, cái tông chỉ nó không phải là gọi là thiền tông, mà thiền tông là cái pháp môn tu ở trong đạo Phật. Cái tông chỉ của đạo Phật có phải là ba món: giới học, định học và tuệ học. Cái đó mới là cái tông chỉ. Thiền tông là thuộc về định học. Thiền tức là nói tắt của cái chữ thiền định. Mà thiền định nó dịch là tư duy tu. Thế thì toàn bộ giáo lý Phật á, hãy học Phật á, thì là đều phải tu, phải có tư duy hết. Văn như tư như tu, gọi là tam huệ. Nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành rồi tu. Văn huệ, tư huệ và tu huệ, rồi gọi là tam huệ. Mà tam huệ nó ăn với giới, định và huệ. Huệ nó có văn, tư, tu. Nhưng mà cái tông chỉ là phải nói rằng giới, định, huệ mới là cái tông chỉ của đạo Phật. Học giới là để nó hạn chế, nó chặn đứng những cái sai lầm về thân, về khẩu. Thân khẩu là nhờ giới. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô dịch, không nói lời hung ác. Thế lề thì học mình giới, mình giữ giới đó, để nó hạn chế được cái lỗi lầm, cái sai sót, cái tội lỗi, cái nghiệp chướng của thân và khẩu. Do vậy cho nên học giới. Rồi cái thứ hai là định. Từ nơi giữ gìn cái lỗi lầm của thân của khẩu, những cái biểu lộ, cái hành động lời nói mà nó được ổn rồi đó, nó được đứng lặng rồi, nó không có lao chao, nó không có sai lầm nhiều nữa, thì lúc bây giờ cái thứ hai mới là tu thiền định. Thiền định tức là tư duy tu. Cái người học đạo Phật phải tập để ý tư duy nhiều, tức là mình nghe cái lời dạy của Phật ở trong kinh, trong luật, trong luận, nghe rồi mình phải tư duy coi cái lời kinh, cái ý của luận nó có hợp với cái chân lý của cuộc đời không, trong cuộc sống thực tiễn này lời dạy đó có đem lại cái lợi ích gì không, và người trí người ta lý luận ta có thể đánh đổ nó không, và dựa vào cái mình học mình biết của kinh, của luật, của luận, có thể lý luận đánh đổi những cái ngoại đạo tà kiến được không. Thì chừng nào ngoại đạo tà kiến mà mình đánh đổi được, mà ngược lại ngoại đạo tà kiến đánh đổi cái lý thuyết mà Phật dạy mình học đây mà nó vẫn cứ vững vàng, nó phù hợp với cuộc sống, ta gọi là cái chân lý của cuộc đời,
Thế thì là mình tu tư duy thiền định, mình nhận thức như vậy, là từ từ mình đi lần tới cái nhận thức, cái lệnh chính xác về cái chân lý. Cho nên cái định là phải có cái định học thì mới có cái thì giờ, và dịch là tánh lự mà, tức là phải tư duy ở trong yên tĩnh, phân tích, phê phán, nhận xét, và cuối cùng là đúc kết lại, so sánh cùng với các cái thấy nghe hiểu biết khác, lời Phật dạy có đúng không? Đúng rồi, mình đúc kết lại, đây là lẽ phải, đây là chân lý. Thì đó là công dụng của định. Và cũng từ nơi định mà nó có ra một cái trí tuệ để nhận xét, đánh giá và đúc kết được cái chân lý đó. Gọi là từ nơi định mà nó sinh ra trí tuệ. Thế thì là cái tông chỉ của Đạo Phật là giới, định và tuệ mới là cái tông chỉ toàn diện của Đạo Phật. Do vậy cho nên Ngài Ca Diếp mà được phong làm tổ, sơ tổ đó, không phải là, ở đây tôi gọi là sự truyền đăng Ngài Ca Diếp đứng đầu. Truyền đăng tục diệm là tổ Ca Diếp đứng đầu được Phật truyền thọ để sau này lãnh đạo cái giáo đoàn, để mà làm đàn anh mà, làm sư huynh đó mà, để mà xử lý, nhắc nhở các cái đàn sư đệ sau này. Cho nên là đứng đầu, là đứng dò đầu trong cái công việc mà tục diệm truyền đăng, chứ không phải là đứng đầu cái tông thiệp. Bởi vì Đạo Phật toàn bộ đều là giới, định huệ mới là cái tông chí của Đạo Phật. Mà định tức là thiền định, vậy thì còn có giới học nữa. Định học và huệ học mới là toàn diện cái tông chí của Đạo Phật. Do vậy cho nên là thời gian gần đây đó mà, có những người, người ta cho rằng là thiền tông bị mai một, người ta phê phán các đạo khác, các cái tông khác, ví dụ như là Tịnh Độ tông, hay là Chân Ngôn tông, hay là Pháp Tướng tông, hay là Pháp Hoa tông gì đó. Người ta phê, ta nói là tu vậy là không có chánh, mà phải thiền mới chánh, người ta phát huy, tôi gọi là củng cố, gọi là xây dựng, gọi là phục hồi, phục hưng thiền học. Chứ kỳ thật là không phải. Giới, định, tuệ, ba thứ đó là cái tông chỉ của Đạo Phật. Như vậy thì cái thiền học có thể ngày nào Đạo Phật còn là ngày đó phải có thiền học. Như tôi đã nhiều lần nói rồi đó. Thiền là một cái chất chung của những người tu hành đệ tử Phật, chứ không có riêng của cái tông nào hết. Dù đó là tông Tịnh Độ tông, dù đó là Chân Ngôn tông, dù đó là Pháp Tướng tông, dù đó là Hoa Nghiêm tông, cũng phải thiền thôi. Vì vậy cho nên thiền không được cái tông nào mà dành rằng mình là thiền tông mới là chánh thống. Tôi ví dụ như là cái chất muối đối với những người đầu bếp nấu ăn trên thế giới, nó là cái chất chung, cái chất phụ gia chung để làm cho cái đồ ăn ngon. Chất nào cũng đều phải có muối hết, không có muối là không nấu ăn được. Cho nên cái đó không có người đầu bếp nào có quyền dành nó, là ở cái này là cái công thức của tôi, chỉ có tôi mới là được quyền sử dụng muối. Ai hồi nào giờ ai cũng nấu ăn không biết nấu, sự thật không phải vậy. Ai nấu ăn là phải có muối, à đầu bếp nấu ăn là phải có muối. Cho nên là dựng cờ pháp lập ra tông chỉ, sự truyền đăng là Ngài Ca Diếp đứng đầu đó, là lập ra cái tông chỉ là giới học, định học và tuệ học, ta gọi là tam vô lậu học. Ai mà học ba cái môn đó là không còn lọt rớt ở trong tam giới, gọi là xuất ly tam giới. Ai mà học ba cái môn học đó là không còn lọt, không còn rớt ở trong lục đạo luân hồi, người đó vượt ra lục đạo luân hồi, tức là xuất ly tam giới. Cho nên gọi là tam vô lậu học, giới định tuệ, đó là cái tông chỉ của Đạo Phật, chứ không phải là chỉ có thiền tông là tông chỉ của Đạo Phật. Ca Diếp là sơ tổ, nói vậy là không đúng. Cho nên để ý là chúng ta học đạo là coi như là giới định tuệ là chung của tất cả, kể cả cái người mà tu gọi là tịnh độ niệm Phật đó mà, cũng phải học thiền thôi. Vì nếu mà cái người đó mà tu mà không biết tư duy, không biết quán chiếu, không biết tỉnh lự á, thì niệm Phật không có nhầm gì hết. Cứ niệm lần chuỗi chạy đều 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 mà miệng thì niệm đều đều mà không có biết tư duy, không biết quán chiếu mà, thì cái niệm đó không có kết quả đâu. Mà kết quả rất là nhỏ. Ví dụ như là thay vì mình vác cây mình đập người ta, nhưng mà giờ là ta mắc cầm theo chuỗi để niệm, thế là ta chỉ chửi mày thôi, chứ ta không đánh mày được. Thế thì kết quả là vậy đó. Lợi chút là không cầm được cái cây, là vì ta mắc đang làm chuỗi. Nhưng mà sự thật cái kết quả của tu tịnh độ là không phải kết quả nhỏ như vậy. Mà người ta tư duy, ta quán chiếu bằng cái định tâm của người ta hướng về một cái pháp giới tàng thân A-di-đà Phật,
tất quan chân cảnh cá trung quyền, thế là sự vật hiện tượng này là đều nó biến thành cảnh tịnh độ hết. Chứ không phải là chỉ vì hạn chế cái tay không cầm cây đánh đường ta, hay là cái miệng mà không chữ được là vì nói Nam Mô Di Đà Phật rồi không chữ được, mà là dân tức. Còn dân tức trong đầu mà tại vì không chữ được là tại vì cái thời khóa ta niệm Phật. Cái gì là cái tu tịnh độ như vậy là chỉ được 0.1% công đức, chưa có hy vọng gì được có sự an lành. Mà muốn tu tịnh độ niệm Phật mà có an lành thật sự là phải có thiền, tức là phải nhớ rằng Phật hiệu Di Đà. Nhưng mà Ngài là ở đâu? Pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, hãy tâm của ta tịnh thanh tịnh thì Phật ở Di Đà hiện vào trong tâm của chúng ta. Mọi người mà thanh, tâm thanh tịnh thì mọi người Di Đà Phật hiện trong tâm tánh của mọi người, người đó là Phật ở Di Đà đó. Quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung quyền, cái nước gọi là cực lạc ở đâu? Gọi là thường tịch quan vắng lặng thanh tịnh ở đâu? Ở trước mắt ta đây. Hãy tâm ta tịnh là ta nhìn đâu cũng tịnh, ta nhìn đâu cũng an lành, cũng nhẹ nhàng, cũng thơ thới hết. Thế thì là trong cái niệm Phật đó mà nó có cái tư duy, nó có cái chánh niệm như vậy, thành ra là cái thành công rất là lớn. Cho nên tịnh độ cũng phải là thiền, không riêng gì thiền là để cho gọi là thiền tông, hay là để cho những người được gọi là thiền viện, mà là tất cả cái nhà chùa ta gọi là nhà thiền, hay gọi là thiền môn. Do vậy cho nên là tất cả các Phật tử để ý coi, thường thường mà mình đi cúng hạ các nơi là ta ăn cơm để người ta phục nguyện à. Phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh hải chúng an hòa. Thiền môn tức là nhà thiền, cái chỗ có tăng chúng ở tu học bình thường á đều được gọi là nhà thiền. Hải chúng là từ 50-70 tâm người trở lên, nó đông đảo vậy tức là hải chúng. Cộng thêm nữa là những người Phật tử nghĩa là tới lui chùa chiền á, đông đảo tứ chúng đó, cư sĩ nam cư sĩ nữ luôn, tức gọi là hải chúng. Hồi xưa người ta thêm đó ha, thiền môn nghiêm tịnh hải chúng an hòa. Rồi thí chủ tấn tam đa, nhưng mà cái từ tam đa đó bây giờ là sửa lại rồi. Tam đa này giờ phải nói gì? Thí chủ tấn gì đó đại đế nghe, phải sửa lại chứ tam đa không được. Tam đa là hồi xưa là đa tử, đa tôn, đa phú quý. Mà đa tử đa tôn thì bây giờ người ta kế hoạch quá gia đình mà đa tử đa tôn sao được. Còn đa phú quý thì không có hạnh phúc, ta xài hàng ngàn, 3-4 ngàn tỷ kia mà không hề có hạnh phúc. Cho nên những cái câu phục nguyện đó, đó là không học giáo lý thì nghe thì ham lắm, mà học giáo lý kỹ rồi đó mà phải có cái tư duy cho nó theo kịp với cái tầm cỡ của thời đại đó, là câu phục nguyện đó không xài được nữa. Kế hoạch quá gia đình bây giờ là một công nhân mà không được 3 đứa con, mà 3 đứa con là coi như là bị mất sở. Thế thì đa tử đa tôn sao được. Còn đa phú quý thì là mỗi tháng là có chừng 3 triệu là trong cái gia đình hai chồng, một đứa con, 2 đứa con là cỡ đó là sống là an lành rồi. Chứ mà đòi hỏi tới là xài ngàn triệu đó là không được. Cho nên là phục nguyện thí chủ tăng tam đa đàn na tăng ngũ phước. Ngũ phước đó là gì ha, cũng chưa biết phước là gì nữa. Phước làm quan làm vua gì, sức khỏe bình an sắc lực tốt đẹp rồi đó, cái đó những câu đó tầm thường lắm. Những câu đó là ta gọi là phục nguyện bất liễu nghĩa. Những người bình thường thì nghe thì ham, chứ cái người học đạo ta nghe ta không ham. Phúc lộc họ cũng không có gì ham. Thành ra là cái tông chí của đạo Phật là giới định huệ, tóm lại là như thế. Trong đó cả niệm Phật tịnh độ là bây giờ trên Việt Nam mình là đa số tu tịnh độ mà, cũng phải học tu thiền. Rồi là các vị học về Pháp Tướng Tôn này, đây là nhiều người còn ái mộ Duy Thức Học lắm. Nhưng mà Duy Thức Học là gì? Là dựa trên 3 cái pháp quán, là dựa trên cái pháp quán, cái vật chất. Ta gọi là y tha khởi, dựa trên cái y tha khởi tâm. Để mà nhận thức rõ rằng là cái vật chất này, nên là sự vật hiện tượng đây là một, cái vật chất này là do nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó kết hợp lại, nó nương giáo mà sanh, chứ nó không có thực, nó không có cái tự ngã. Nó không ngã, nó là vô thường, nó là vô ngã. Mà nó là giả chúng duyên như sanh. Thấy được cái tính chất y tha duyên như sanh khởi của cái này. Để mà loại bỏ cái niệm về thường, về ngã của cái sự vật này.
Mà khi mà loại bỏ được cái tính cách mà thường và ngã, mình chấp sai lầm đó, tôi gọi là biến cái chấp đó, thì mình sẽ có một sự an lành, mình không có bị những cái vật chất nó chi phối, nó làm cho mình đam mê theo trong ngũ dục, như là đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Mình thấy tất cả cái tài, sắc, danh, thực, thùy đó đều là một cái thứ giả chúng duyên như sanh. Nó cộng lại thành ra một cái vật chất nào đó cũng còn không thiệt, huống chi nữa là danh. Mà lợi đều là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên là duy thức học cũng là cái pháp tu thiền. Không có thiền thì không có, không được gì hết. Phải thấy được cái tính chất y tha khởi tánh của vạn pháp. Ê, còn làm ra cái tâm chỉ là vậy, là giới, là định, là tuệ. Ý của Tào Khê y lời Phật bảo ban, thiền sư Quyền Giác là rất tâm đắc, là cái tông chỉ của lục tổ Huệ Năng Tào Khê đó, tức là chỉ cho lục tổ Huệ Năng ở cái huyện Tào Khê. Quyền Giác là coi như đệ tử của lục tổ Huệ Năng, nhờ lục tổ Huệ Năng mà ấn chứng, mà truyền tâm ấn, mà xác định rằng cái thấy, cái biết, cái giác ngộ của Quyền Giác thiền sư là đúng chánh pháp. Cho nên ông nói rằng là du gian hải thiệp sơn xuyên, tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Ông đã từng đi khắp cả núi sông rừng cả duyên hải để tầm sư hỏi đạo, học tham thiền. Kể từ ngày tiếp nhận được cái chỉ thú của Tào Khê thì sự sinh tử không có gì đáng để tâm dính dáng, tức là nhận thức được cái chân lý của cuộc đời rồi. Thì vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, là nó không có chuyện gì phải quan tâm để sợ sệt gì nữa cả. Vấn đề sanh tử không còn gì nữa để tâm dính dáng. Cho nên là ông thiền sư Quyền Giác thì rất là kính mộ ý chỉ của Tào Khê. Ý của Tào Khê y lời Phật bảo ban, mà nói về cái tài học có thể ông Quyền Giác có thể là một người quảng kiến đa văn về học vị, còn ông thầy bồ của mình là lục tổ Huệ Năng đó, mà là chữ đọc không có được. Hỏi thì tôi nói, muốn hỏi cái gì hỏi thì tôi nói, còn chữ thì tôi đọc không có được. Vậy mà ý chỉ của Tào Khê là nó phù hợp với cái chân lý của lời của ba tạng kinh điển không hề sai. Cho nên là đây là ý của Tào Khê, y lời Phật bảo ban. Do chỗ đó cho nên là chúng ta để ý cái vấn đề học, cái chủng tánh nó quan trọng. Còn có khi học vị với văn bằng cao mà vẫn mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng, vẫn không thoát ra được. Còn có người ta không có học vị cao, mà những cái nào có tính chất là quan đường mê tín dị đoan ngoại đạo tà giáo, ta nghe ta gạn lọc liền, ta bỏ ngay, ta không chấp nhận. Cái đó là vấn đề chủng tánh của đại thừa quan trọng lắm. Thành ra một vị đa văn quán kiến, học vị cao, một nhà văn, một nhà thi, dù như Quyền Giác đây, mà tôn thờ một ông thầy của mình là đọc chữ không chạy mà. Chỗ đó cái đạo Phật nó có cái ngộ đó. Sự tiền đăng ngày ca giúp đứng đầu. Đứng đầu đây là đứng đầu lập cái tông chỉ là giới định tuệ để mà lãnh đạo trong cái giáo đoàn, làm sư huynh cho những người sau. Xét lịch sử, xét về lịch đại là 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ. 28 đời thì ở dưới này có tên đây, nhưng mà cũng nên nhớ rằng là khi mà Đức Phật mà truyền cái trách nhiệm cho ông Tổ Ca Diếp ấy, thì đại chúng nhớ một cái bài kệ, nên nhớ bài kệ đó: pháp bổn vô pháp, pháp vô pháp, pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Cái vạn pháp mà từ xưa nay người ta gọi là pháp đó, sự thật nó là cái bản chất của nó đó. Thực tướng của nó là cái vô pháp, thực tướng của nó là vô tướng mà. Cho nên pháp bổn vô pháp, pháp pháp vốn là cái pháp vô pháp, tức là thực tướng của nó là pháp vô, là không có gì. Cái này tôi nói nhiều lần rồi đó, nghĩa là nhìn vào một cái bình bông như thế này là vô số những cái không hề có qua, mà nó tương quan, nó tác động, nó duyên khởi ra thành ra cái bình hoa. Vậy thì cái có này là từ nhiều cái không có thành ra cái có. Rồi cái có này đây á, bình hoa này, rồi nó sẽ héo, nó tàn, rồi nó bỏ đi, nó thành rác, rồi rác là thành phân, phân rồi trở thành cái không có. Rồi sau đó đủ nhân đủ duyên nó hợp lại, nó thành ra cái có khác.
Do vậy cho nên là Đức Phật dạy là pháp vốn vô pháp pháp. Các pháp hiện có trên thế gian này đó, nó cái bản chất của nó là cái thực tướng của nó là cái pháp vô, là không có gì, là duyên sanh thôi. Ông nên nhớ như vậy, ta giúp ông nên nhớ như vậy. Mà vô pháp, pháp diệt pháp. Tôi nói là vô pháp nghĩa là nó là cái pháp không có gì. Nhưng mà ông đừng tưởng không có gì rồi đi tìm cái rỗng không, không có gì đó là đúng chánh pháp đâu nha. Phải đâu, đừng đi tìm cái không có gì đó. Không có gì có nghĩa là ông phải thấy được cái tính chất nó không có là ngã, nó không có thường. Do vậy cho nên nó không có lạc, không có tịnh. Ông đừng có đam mê, đừng lưu luyến, đừng dính mắc với nó. Chứ không phải là tôi nói rằng nó là cái pháp không có gì. Thực tướng của nó là vô tướng. Rồi ông đi tìm cái tướng vô nào đó quý giá hơn cái pháp này. Đừng tìm vậy. Không phải vậy đâu. Cho nên ngã phú do pháp thời. Bây giờ đây ta truyền trao cho ông một cái pháp mà ông phải nhớ rằng là trên đời này hoàn toàn là vô pháp. Giờ đây ta trao cho ông cái vô pháp. Mà vô pháp là gì? Vô pháp đây là pháp pháp hà tăng pháp. Ông nhìn hiện tượng giảng pháp tất cả đây ông phải thấy nó rằng là sắc chẳng khác không. Mà cái không mà ta nói không đây ông đừng tìm nó. Không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Đó, ông nắm được cái tông chỉ đó là ta truyền cho ông đó, để làm tổ đó, để mà lãnh đạo sau này sau khi ta biết bạn. Và ông ta giúp này có cái quá trình là đại chúng nghe cái này, cho nên tôi nghe tôi nhớ tới cái này là rất là thú vị của đạo Phật. Hồi Phật mới thành đạo là Phật mới giáng sanh đó chứ. Ở Kinh Hoa Nghiêm nói Phật mà đã sanh đó, sanh ra rồi là đi 7 bước, mỗi bước có cái hoa sen đỡ chân, nhưng mà bỗng chốc liên hoa tùng địa pháp, mỗi bước có hoa sen đỡ chân. Thì đại kệ là nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Đấng đạo sư, đấng nhân trung tôn hiện sanh ra nơi đời, mà vừa hiện sanh ra đời là mỗi một hướng vậy đó là đi 7 bước, mà mỗi bước là có cái hoa sen đỡ chân. Lý do làm sao, tại sao phải đi vậy khi là dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, là muốn đem cái chánh pháp, cái chân lý của vũ trụ để mà truyền đạt, để giác ngộ cho quần sanh. Cho nên là đi 7 bước mà mỗi bước có hoa sen. Thì có Như Lai phổ quan sát và đi 8 hướng, đông tây nam bắc, đông tây đông nam, tây nam, đông bắc tây bắc, gọi là 8 hướng, chứ không phải là đi một hướng đâu, đều là đi 7 bước hết, mà đều có hoa sen đã chân hết. Thế thì là cái hoa sen đó là Đức Phật mà trong kinh ta nói như vậy, đó là cái biểu trưng mà tôi cho đó là coi như là một cái chương trình mà Đức Phật Thích Ca vừa giáng sinh ra là đã phát quả cái chương trình của cái mở đề cho cái thời, cho cái công việc mà hoằng pháp lại sanh của mình, là cái hoa sen. Phật là hoa sen nở toàn diện để đỡ chân Phật, và Phật đi trên những cái hoa sen nở toàn diện đó. Còn tất cả chúng sanh là cũng là sen, giống như kinh Pháp Hoa mà các vị thấy thôi mà. Cái bìa kỳ này tôi in là đủ 5 hạng bông sen đó. Đó là người, trời, địa ngục, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Phật cũng là hoa sen mà hoa sen nở toàn diện. Ngay thời kinh Hoa Nghiêm mà nói là Phật mới sinh ra đã bước lên hoa sen nở toàn diện đỡ chân rồi. Còn hàng Bồ Tát là nở 80%, thanh văn duyên giác là nở 60%, trời thì nở 30-40%, còn người thì là sen, còn ở dưới nước bùn lầy nước động mà vẫn là bông sen. Vì cái bông sen nó có ý nghĩa là nhân quả đồng thời, ngay trong cái bông búp là đã có cánh nhị gương hạt đầy đủ y như cái bông sen nở, chẳng qua là thời tiết nhân duyên chưa nở thì nó là hoa sen búp. Chứ hoa sen búp đó vẫn đầy đủ tính chất cánh nhị gương hạt và màu sắc y nhau mà không hề bị mất, dâu là còn ở dưới bùn lầy nước động. Để nói lên cái gì? Để nói lên rằng là người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật có một cái chất liệu giống nhau, đó là cái tính trong sáng, thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát. Mà Phật chỉ là người giác ngộ vô thượng, giải thoát tới cái đỉnh cao vô thượng. Còn người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cũng vẫn có như vậy hết. Do vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật.
đó, nói ngay trong cái kinh Hoa Nghiêm là cái thời 49 ngày thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề đã phát quả chương trình nói vậy rồi. Cho nên là mọi người chúng ta vậy nè, còn là gọi là phàm phu đó nè, nhưng mà với Phật thì là đã sẽ thành Phật, đều có cái chất lượng giải thoát giác ngộ của Như Lai y như chư Phật đã có. Cho nên kinh Hoa Nghiêm câu là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, đều có cái phước đức, cái trí tuệ giống y như chư Phật có. Vì vậy cho nên là chúng sanh sẽ thành Phật, đó là mở đề nha, mở đề cho cái cuộc đời của mình phát quả cái việc làm, cái chương trình của cuộc đời làm của mình là nói lên là mọi người là sen, Phật chỉ là sen nở. Rồi á, kinh luận mà nhất là khi mà ông Ca Diếp này là người ngoại đạo mà, ngoại đạo hoàn toàn, lãnh một cái giáo đàn đông lắm, ba anh em, lãnh một số đại chúng đông lắm, thờ thần lửa, một nhà trí thức, uyên bác chứ không phải là người thường đâu. Nhưng mà khi mà gặp Phật, đàm đạo với Phật rồi á, Phật mới nhắc nhở những cái điều mà của Ngài lãnh đạo đó, nó chưa có được cứu cánh đâu, mà lẽ ra nó phải như vậy. Thành ra rồi ông Ca Diếp tiếp thu cái ý của Phật, mới bằng lòng làm đệ tử Phật, mà lớn tuổi hơn Phật nhiều à. Thì sau khi mà theo Phật là tu học thời gian rồi đó, có một hôm nọ trong cái hội Liên Sơn là Đức Phật cầm cái cành sen, cái bông sen đưa lên, thì toàn chúng nghe là bình lặng à, lặng thinh, im lặng phân phát, không ai biết cái gì hết, không ai biết cái ý gì hết. Thế thì là lúc đó đó là chỉ có một mình ông Ca Diếp là ông mỉm cười. Từ cái chỗ mỉm cười đó, Phật mới xác định rằng ta có cái chánh pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm ta truyền cho ông Ca Diếp. Chánh pháp nhãn tạng, nhãn tàng, chánh pháp nhãn tàng là cái kho tàng, cái kho tàng chánh pháp, và con mắt nhìn thấu suốt được cái chánh pháp. Ta có cái kho tàng chánh pháp và cái con mắt để mà nhìn thấu chánh pháp, để nhận thức chánh pháp, ta có cái đó, ta truyền cho ông Ca Diếp. Ngoài ra ta có cái gọi là niết bàn diệu tâm, tức là cái tự tâm thanh tịnh niết bàn của mọi người, cái đó đó ta cũng truyền luôn cho ông Ca Diếp. Nghĩa là Đức Phật biết rằng ông Ca Diếp đã hội ý được rằng là mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có tự tánh thanh tịnh niết bàn, mọi người đều có khả năng thành Phật. Đức Phật cầm hoa sen lên là ông Ca Diếp tỏ ngộ rằng là người trời Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát đều là Phật, à đều là có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn giống như hoa sen vậy. Dù là sen búp, sen nở bao nhiêu phần trăm, tới sen nở toàn diện năm hạng khác nhau, nhưng mà đều là giống y nhau một cái chất thanh tịnh giải thoát giác ngộ. Do vậy mà ông mỉm cười thì Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm truyền cho ông Ca Diếp. Và từ đó khi mà truyền cho ông Ca Diếp rồi là dạy cái bài kệ pháp bổn vô pháp, pháp vô pháp, pháp vô pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hạ tầng pháp. Thế nào Ca Diếp cũng nắm cái đó. Đó là vấn đề hoa sen thứ hai trong cuộc đời Đức Phật, sử dụng hoa sen. Trong thời gian 49 năm thuyết pháp đó đều là để nói lên cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, và hướng dẫn cho mọi người từ thấp tới cao, đều là không ngoài cái mục đích là làm cho hoa sen của mọi người nở toàn diện như hoa sen của Phật đã nở, chứ không có làm gì khác hết, làm cái chuyên của hoa sen thôi. Bất cứ là người nào, kể cả hạng chim đà la, hạng cùng khổ nghèo nàn nhất, hạng làm những việc, những cái nghề thấp thỏi nhất ngoại hạng trong xã hội, mà với Đức Phật vẫn là hoa sen, do cho nên đều có thể nở hiến bài cái gì gương hạt được. Vì vậy mà đạo Phật, cái lòng từ bi của đạo Phật, cái trí tuệ của Đức Phật gọi là bình đẳng, không bao giờ có phân chia giai cấp. Thế thì là nó ngay từ đầu mới sinh ra là đã sử dụng hoa sen làm cái biểu trưng của đạo Phật, của cái nền giáo lý Phật, của phát quả chương trình hành động. Và trong cái lúc mà thời kỳ đang hoạt động thì vẫn cầm hoa sen để mà khai thị cho đại chúng. Từ đó cho nên các cái bàn thờ tổ nó có câu đối rất là hay. Câu đối là hồi tôi còn ở chùa, mới vào chùa, câu đối đó tôi chưa hiểu nghĩa rõ lắm đâu, nhưng mà nội đọc cái văn tự, cái âm điệu của âm tự là nghe nó đã thấy nó màu nhiệm. Mà khi mà mình học rõ ra rồi thì mình thấy nó còn tuyệt vời nữa. Là niêm hoa đốn ngộ, thừa đương linh thứ chánh tâm phong,
mà niên hoa đốt ngộ đó, mà nếu mà mình chưa có học đạo Phật nhiều thì mình đâu có biết niên hoa là để làm gì, đốt ngộ là ngộ sao? Niên hoa tức là Đức Phật cầm ở cành hoa sen đưa lên, mà ông ta giúp biết rằng đó là người trời tinh văn như giác Bồ Tát thì Phật đều là sen cá, cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật cả. Do vậy cho nên là sự truyền năng là ngài Ca Diếp đứng đầu, là đứng đầu về cả giới, cả định, cả tuệ, để dạy cho người ta phát huy cái Phật tánh, Phật chất, tri kiến Phật của người ta, chứ không phải là chỉ có cái tông thiền mà người ta dành ông Ca Diếp là sơ tổ thiền tông, nói vậy không đúng. Thành ra câu đó là niêm qua đốt ngộ, Phật đưa cành hoa sen lên là ông Ca Diếp đốt ngộ, người trời tinh văn đó là Phật đều là sen. Do vậy cho nên người hạ tiện cỡ nào thấp nhất trong xã hội cũng vẫn có khả năng thành Phật. Do vậy mà phát huy cái lòng bình đẳng của Đức Phật, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, không có kỳ thị, không phân biệt một màu da, một chủng tộc, một giai cấp nào trong xã hội. Đó là kiến pháp rằng lập tôn chỉ là cái đó. Cái giới thứ hai là y bác chân truyền, vĩnh kế huỳnh mai hưng đại đạo. Đó là cái giới thứ hai là nói về Bồ Đề Đạt Ma, nói về lục tổ Huệ Năng, đối với ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bác. Thế thì cái câu á, cái giới thứ nhất là nói về ông Ca Diếp thừa truyền cái chánh pháp của Phật. Còn cái câu thứ hai á, là tán thán để nói lên về cái lịch sử của tổ Huệ Năng mà thọ giáo với ngũ tổ Huỳnh Mai, mà được truyền y bác để mà lãnh cái sứ mệnh túc nhiệm truyền đăng, dính kế huỳnh mai hưng đại đạo, chánh hưng cái đại đạo, tiếp tục thừa kế cái tôn chỉ của ngũ tổ Huỳnh Mai. Rồi á, có cái giai đoạn thứ ba đó là cái thời là cái giai đoạn mà Pháp Hoa và Niết Bàn, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn á, mà Đức Phật lại nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Trời, Phật nghiên cứu được cái này nó đã vô cùng vô tận. Cuối cùng rồi sắp nhập Niết Bàn là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, mà trước khi là nhập Niết Bàn là 3 tháng là nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn cái thời đại. Pháp Hoa là nói gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật ti, Phật tri kiến. Nhắc lại rằng đây, tóm tắt lại cuộc đời của ta, tổng kết lại là trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là nói lên rằng tất cả mọi người đều là hoa sen hết. Mọi người ai cũng có cái tâm màu nhiệm, ai cũng có cái diệu pháp, có khả năng thành Phật. Và thậm chí mọi người là Phật. Là Phật là gì? Cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri, cái Phật nó ở trong mọi người. Giống như vàng, như kim cương nó ở trong đá sỏi vậy. Tại người ta chưa phát hiện ra. Thì kim cương vàng đó là coi nó không có vàng gì cả, nó chẳng có kim cương gì cả. Cái vùng đất nó chẳng ai quý báu gì cả. Nhưng mà nếu mà người ta biết được cái ngọc, cái vàng ở trong đó, thì vùng đất đó sẽ trở thành vùng đất quý. Và sẽ tìm những cái quý báu nhất trong cuộc đời này là vàng và kim cương ở trong cái chỗ đó. Thế thì trong cái tâm của con người của chúng sanh là tri kiến Phật, là Phật tánh ở trong đó, sẵn có. Cho nên đó là cái diệu pháp, đó là cái pháp màu nhiệm. Màu nhiệm mà vì màu nhiệm cho nên mọi người bình thường mình là Phật mà mình không biết mình là Phật. Đó là cái chữ diệu pháp đấy. Mình là Phật mà mình không biết mình là Phật. Trong cái nền nhà mình ở bên quận 8 này là có cái nền nhà mình có cả là 100 lượng vàng, 200 gì đó. Cái nền nhà mà bán qua 2-3 chủ mà không biết nền nhà mình có vàng. Mà tới chừng là bán cho chủ thứ ba này, ta mướn thợ lên đào nhà đó, đào được cái hũ vàng. Đào hũ vàng thì lẽ ra cái vàng đó ai là đào được là nấy lượm, cái chuyện đó phải quá rồi. Rồi đào được rồi cái thợ đem nó chia ra ăn, mà chia ăn là thôi là chia rồi ta trở lại ta làm bình thường đi. Thời có thôi chia ra ăn rồi cái đó thôi khoái quá rồi thôi ở nhà. Ở nhà không làm nữa. Chia ra đâu là 90 người gì đó là 100-200 lượng gì đó rồi không làm nữa. Thế là cái người chủ thầu này nó bị kiện, nó nói giờ sao tôi muốn bằng nhà mà giờ không có thợ. Thế là kiện tri ra là lượm được hũ vàng. Cô vàng chia rồi cái không làm. Thế là giờ nó bể bạc, giờ tới làm biên bản rồi công an rồi chia nữa, rồi giờ biết vàng ở đâu mà đòi lại được đây. Ở bên quận 8 đây. Chứ phải chia ra là nín khe thôi, là mỗi người 50 lượng gì đó rồi thì ráp nhau đi làm nữa. Thì ai biết. Ở đây lượm rồi thôi, ở nhà nhậu à. Nhậu đã đời người ta thấy sao mà ủa làm không có mấy ngày mà nhậu hoài vậy. Khi ra thì sẽ là lượm được hũ vàng. Thế thì là cái nhà của mình có hũ vàng mà mình không biết. Cho nên mình không có phát huy được cái tài sản, cái quý giá của vàng.
Đó, thế thì mọi người của chúng ta cũng vậy, có Phật tánh, có tri kiến Phật mà chúng ta không phát huy được, cho nên là tự nhận mình là phàm phu. Cho nên là khi mà sắp nhập Niết Bàn, nói cái kinh Diệu Pháp Liên Quan, nghĩa là mọi người có một cái pháp màu nhiệm là Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật ở trong mọi người. Các người là hoa sen, mà Như Lai Thế Tôn thành Phật rồi cũng là sen vậy thôi, chứ không có gì khác. Chẳng qua là cái sen này được nở toàn diện rồi, còn cái sen của các vị còn búp, còn nở được 50%, 60-70%, còn có cái sen còn ở dưới bùn, chứ cũng là sen đấy. Thế là nói cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để mà đúc kết lại cái thời pháp, nghĩa là 49 năm của cuộc đời giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái chỗ mà chỗ đó đó là hay lắm, tổng kết được cái đó hay lắm. Cho nên là cái biểu tượng của Đạo Phật là sen là vậy đó, ý nghĩa là vậy đó. Tại đại chúng để ý cái đó, để ý cái vấn đề ông Ca Diếp, rồi để ý lại cái thời Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thấy rõ là cái hoa sen là cái biểu trưng độc đáo phát họa trên tình hành động của Đức Phật. Sự trường đăng ngày Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại là 28 đời, sử Tây Thiên ghi rõ, cái này có tên này không có đọc, tự các vị đọc. Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ tông thiền. Truyền sang Đông Độ như tôi nói hồi nãy, theo địa dư mà, theo phổ vị thế giới tất đàn, gọi là cái pháp tương đối của cõi đời này đó, thì Trung Quốc đối với Ấn Độ là Trung Quốc là Đông, mà nhìn về hướng Tây thì mới là Ấn Độ. Thành ra là khi mà giáo lý của Phật mà truyền sang qua Trung Quốc đó, thì cái người mà truyền đầu tiên là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma mà ở đây gọi là sơ tổ tông thiền, đó là nói theo cái hiểu biết của đa số người. Chứ còn cái chữ mà tông nào đó thì ở bên Ấn Độ không có, nó chưa có Tịnh Độ Tông, nó chưa có chia ra thành luật tông là thiền tông là mật tông gì, nhiều thứ không có vậy đâu. Bên Ấn Độ thì xưa là nó có mấy bộ, mấy chục cái bộ gọi là bộ phái đó, là vì cái sự hiểu biết nó bất đồng, nó chênh lệch. Cho nên là ông là pháp hữu ngã vô, là pháp vô khứ lai, là ngã pháp câu hữu, là ngã pháp câu vô, ngã pháp có, là pháp có ngã không, là pháp ngã pháp đều không, rồi pháp không khứ lai, vân vân. Rồi chia ra là mấy chục bộ, là mấy ông mà coi như là cái tư tưởng mỗi một cái người nó có một cái trình độ nhận thức hiểu biết, rồi chia danh ra nó giống như cái đất nước mình cái thời kỳ mà thập nhị sứ quân vậy đó. Ai có khả năng lãnh đạo một cái vùng đất nào thì là mình biểu phô trương cái thanh thế, cái lực lượng của mình là mình quản trị cái vùng đất đó. Do vậy mà nó có nhiều cái bộ phái, chứ còn nó chưa có cái tông. Còn mà nói tới mà thiền tông, luật tông, chân ngôn tông, pháp tướng tông, là mật tông này, như là khi mà qua Trung Quốc rồi mới lập ra cả 12, 13 cái tông cơ. Thì lúc bây giờ mới đặt ra mới có từng cái tông. Thế thì là người ta nghiên cứu, người ta nói là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ tông thiền, chứ kỳ thật không phải là sơ tổ tông thiền, mà cũng giống như là tổ Ca Diếp vậy, là cũng dựng cờ pháp mà lập ra tông chỉ. Mà tông chỉ của Đạo Phật là phải có giới, có định, có tuệ, chứ không nhất thiết là chỉ có một cái thiền nào đó. Đó, nhưng mà chẳng qua là hễ tu Phật là phải tu thiền, mà cái người mà có tư duy nhiều, có sâu sắc á, thì mới có phát sinh ra trí tuệ. Bởi vì có giới là mới có định, mà có định á, thì sanh ra trí tuệ. Mà sanh trí tuệ á, thì là cái đời sống của người tu hành đó mới có đem lại cái kết quả là an lạc, là giải thoát. Do vậy cho nên người ta thấy rằng là thiền tông mới đem lại cái kết quả lớn lao. Vì vậy mà người ta nói rằng là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của tông thiền, để mà truyền là sáu đời. Truyền sáu đời y bát để làm tin. Chắc kỳ thật truyền sáu đời đó vẫn là truyền giới định tuệ, chứ không phải là truyền cái gọi là thiền tông không. Mà giới có nghĩa là luật tông rồi. Ở bên Trung Quốc ta chia ra đó mà. Những cái ông mà chuyên dạy người ta về giới thì ta đặt ra cái tông của người ta là luật tông. Mà tu về luật tông là người ta không cho học nhiều. Cái khổ là cái chỗ đó. Cứ hở ra là luật, hở ra là luật, đi luật, đứng luật, nằm luật, ngồi luật, hở ra chút là sai luật, là bị phạt, là bị thầy. Ta ép ở trong cái luật thôi, cái giữ luật. Mà luật mà theo tiểu thừa đó là 250 giới, là cứ kiểm tra hoài, tu cái đó cũng mệt lắm. Mệt lắm, kiểm tra hoài mà nhớ nhiều lắm. Thế thì là
là cái người mà tu về giới đó mà, ta đặt ra là lục tông, thành ra có cái lục tông. Chứ kỳ thật đạo Phật không cần tông gì hết á. Rồi cái ông mà thích về tu thiền, nặng về tu thiền mà không đặt vấn đề khó khăn về giới thì ta gọi là thiền tông. Chứ kỳ thật là không phải thiền tông, là riêng của tông nào hết, mà tại người ta thích cái đó, ta đặt cái đó ra, ta bắt buộc cái là đệ tử ta là phải ngồi dày quán dày tưởng dày, gọi là thiền tông. Còn cái ông mà thích giữ gìn oai nghi, đi đứng nghĩa là dòm xuống, nghĩa là không được nói ngang, không được nói lớn, không được cười hở răng, ví dụ vậy, thì ta gọi là lục tông. Rồi còn đó, như là Pháp Hòa Tông thì là ông tổ đó, ông chế ra là nhất tâm tam quán, quán không, quán giả và quán trung. Thế là ông Thiên Phai Trí Khải, ông đặt ra cái tiêu chuẩn tu như vậy. Chứ cũng không nhất thiết là Pháp Hoa mà học rồi phải quán không, quán giả và quán trung. Mà người ta mà đạt đạo mà cỡ như Quyền Giác Thiền Sư này là trong một cái đi, cái cười, cái nói đều là có không, có giả và có trung ở trong đó rồi hết. Ghê gớm vậy đó. Do vậy cho nên là cái tông á, mà học mà nghiên cứu cho kỹ rồi là không đặt vấn đề tông. Cho nên bản chất của tôi là từ hồi tôi học tôi biết tới giờ là đặt vấn đề là tông nào, chữ gì đó là không nói ra được. Nhưng mà tôi không phục. Anh đặt ra cái tông của anh đặt ra cái dòng phái đó rồi là sau đó bổn đạo nó đeo theo cái dòng phái đó, cái chữ đó, rồi nó chết sống như cái đó. Có thể đấu tranh chết sống nhau vì cái dòng dõi, cái tông phái của mình. Cho nên cái đó là về phương tiện, nó vẫn có kết quả hạn chế trong một cái vùng nào đó, để cho nó đoàn kết trong một nhóm nhỏ nào đó, nhưng mà nó không có phổ biến ra lớn được. Nó làm cho người ta có một cái cầm mà theo đạo Phật là bỏ không được mà lấy lại càng không được. Cái không được gì đó mới là cái được của kẻ chân tu. Cho nên nếu mà mình nắm được một cái số người nào đó mà thì mình bị hạn của cái tâm lượng của mình rồi. Dòng này là dòng lâm tế, dòng này là dòng thực tế, dòng này là đồng pháp nhãn, dòng này là dòng dân môn, dòng này là dòng tạo động đó mà, chia rẽ hết không tốt. Cho nên nói Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của tông thiền là người ta đặt ra như vậy, ta nói vậy. Chứ kỳ thật Bồ Đề Đạt Ma không phải là sơ tổ tông thiền, mà là sơ tổ, là cái người truyền đăng. Hễ tu đạo Phật thì phải có giới, có định, có tuệ thôi. Còn một cái điểm nữa đó, tôi nói đại chúng để ý. Tôi thì tôi nói là đại chúng là phải tư duy thôi. Bồ Đề Đạt Ma có ở chùa Thiếu Lâm, lịch sử truyền thừa thì có nói như vậy. Nhưng mà chùa Thiếu Lâm mà học võ, rồi đi đánh võ, rồi để thành nghĩa là tranh đấu với trưởng môn để giành những cái bí kíp, mà giống như là ở trong phim mà người ta soạn đó mà. Cái đó là phim, là nó thì vẫn là phim thôi, truyện vẫn là truyện thôi. Chứ nếu như thật sự mà Bồ Đề Đạt Ma mà truyền ra cái môn phái như vậy thì là còn gì là đạo Phật. Sách của Lão Tử, của Khổng Tử kia mà ta nói rằng là thiệt nhu thường tại khẩu mà sĩ chiếc chỉ vi can. Cái lưỡi mà nó, người ta tới chết mà cái lưỡi vẫn còn. Dù 150 tuổi đi nữa cái lưỡi nó cũng còn, ở luôn trong miệng. Là tại vì nó mềm. Còn cái răng á, không có người nào mà tới 100 tuổi mà răng còn. Có người 40-50 tuổi là đã hết rồi. Có người khá cỡ như tu về 70 tuổi còn. Đó là quá hoành. Ồ, chứ 80-90 tuổi là cũng sạch. Là tại sao vậy? Tại vì cái răng cứng, cái răng nó gãy hết là tại vì nó cứng, cái lưỡi nó mềm cho nên nó còn. Thánh Nho ta dạy là nhu nhược trì thân chi bổ mà can cường nhá quả chi nhân. Cái lẽ phải, cái chánh nghĩa, cái tâm từ bi hiến xả lòng thương mới có thể giữ mình an lành được. Chứ còn can cường á, không có cái ông võ sư nào là không bị thương, không bị đòn, không bị bầm mình. Thế thì là ở chùa Thiếu Lâm mà đi học võ lâm chi, học để đi đấu võ với các trưởng môn là phái Thanh Thành, là phái Nga Mi, là phái gì đó, để quấn chản gì bay vèo vèo vậy đó. Tôi nhìn cái đó tôi buồn lắm. Nhưng mà biết bao nhiêu người rằng là trời phái tu sĩ ta cũng anh hùng trong thiên hạ chứ đâu phải là giỡn. Cho nên cái ông đó, ông hòa thượng đó ngon lành lắm mà. Ta cười, ta coi, ta thích vậy đó mà. Thì thật ra cái đó không có gì mà coi những cái phim đó buồn lắm. Nếu mà người ta không có cái nhận xét kỹ lưỡng đó mà. Như vậy thì còn gì là đạo Phật. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm thì dạy đạo bên Trung Quốc có. Nhưng mà cái vụ mà đánh võ là dù có đi nữa cũng không chấp nhận ông đó.
mà Bồ Đề Đạt Ma thì riêng bản thân ông là có quyền tập võ thì cũng không sao. Các nhà sư có quyền tập võ là chẳng qua là cái môn thể thao thì cũng được, nhưng mà còn mà cạnh tranh trong chốn giang hồ, điều đó không có gì phấn khởi cả. Truyền sáu đời y bác để làm tin, đó là nói lục độ huệ năng, tới lục độ huệ năng là không truyền y bác nữa. Cái câu này là tôi để ý ngay cái thời kỳ mà tôi nghiên cứu Pháp Bảo Đàn. Bởi vì sao? Cái y bác mà chân truyền Vĩnh Kế Quỳnh Mai Hưng Đại Đạo đó, nó làm cho ông Huệ Minh sức mất mạng. Ông Huệ Minh ông chạy theo, ông nghe ông Huệ Năng mà được truyền rồi, ông biết Huệ Năng là được tổ truyền y bác để làm tổ rồi, mà ông chạy theo tính ông thủ tiêu đó chứ. Nhưng mà tại vì cái phước đức, cái trí tuệ của ông Huệ Năng nhiều quá, lớn quá, nên là ông làm không kham. Thành ra ông mới là trở lại, ông mới là năn nỉ, mới trở làm sư huynh, làm sư đệ đó chứ, sức mất mạng rồi. Do vậy cho nên là tới cái tổ Huệ Năng rồi, từ đó về sau là ngài không có truyền y bác nữa. Vì tổ Huệ Năng nói rằng là cái này là cái nguyên nhân tranh chấp, cái nguyên nhân của sự tranh chấp, của sự đau khổ là ở trong cái này. Cho nên từ đây về sau là cứ truyền chánh pháp học cho người ta thôi, chứ đừng truyền y bác. Đó. Người đắc đạo đời sau không vô cùng số, là không có đếm hết. Người đắc đạo nhiều lắm. Nhưng mà đắc đạo vậy thì người ta có thể hỏi chứ, người đắc đạo là ai? Mình có biết được không? Thế thì là bây giờ cái việc này là tôi nói đại chúng để ý cái này. Người ta đắc đạo mình không có biết được hết đâu. Cái đắc đạo đó ta gọi là pháp môn giải thoát bất tư kỳ. Đấy, như đại chúng về đây là mấy trăm người về nè. Mà có những người người ta nghe kinh học đạo rồi về, người ta có cái sự giải thoát của ta nhiều lắm. Nhưng mà người ngoài nhìn đâu có biết. Có người ít, mà ít cũng vẫn là có chuyển hóa được. Ta xây dựng cái hạnh phúc của gia đình trong cái đời sống của ta. Ta thấy được cái việc nào làm sai trái lỗi lầm của ta, ta biết. Mà ta đã biết thì tất nhiên là từ từ rồi ta sửa đổi. Thế thì là ta chuyển cái ác ra thành cái thiện, từ từ là nó đem lại sự an lạc lần lần trong cuộc sống ta. Thế là cái đắc đạo nó cũng tùy theo cái mức độ. Chứ không phải là đắc đạo là mình ta thành cái ông gì ghê gớm và để cho người ta cúng bái lại lục mình, cái đó không phải đâu. Đắc đạo của người nhân thừa, ta không nhân thừa, ta có cái đắc đạo của người nhân thừa chứ. Ta xây dựng một con người ta thân khẩu ý của ta thanh tịnh đàng hoàng, cái đời sống của ta là thành một gương mẫu mẫu mực của xã hội. Vợ chồng hạnh phúc, con cái dạy dỗ nó nghe, trong cái gia đình hòa thuận êm ấm, cha mẹ kính trọng đạo nghĩa, con đối cha mẹ đối với con, người ta xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc như vậy là ta đắc đạo của nhân thừa chứ. Chứ đâu phải đắc đạo là phải bay lên mây, lên vũ trụ gì hay không gian gì đâu. Còn cái người đắc đạo của thiên thừa là người ta xây dựng một cái hạnh phúc an lành hơn của người nhân thừa một mớ nữa, tự tại hơn, khinh an hơn, giải thoát hơn, đời sống nhẹ nhàng hơn, mà vẫn sống được 70 tuổi. Trong khi đó có những người mà sống là 70 tuổi là vô cùng khổ sở. Thế thì không có đắc đạo. Mà bằng không khéo á hả, có người sống mà, trời Phật ơi, tôi nói nghe là sống bình thường vậy này nha, mà nhìn bằng cái đạo nhãn á, nhìn bằng cái thấy của người chứng đạo á, là cái người đó sống ở cái đời đó, ngay trong bản thân họ đó nha, vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh, trong một con người thôi. Ngạ quỷ là thế nào? Là toàn là mong muốn và thèm thuồng của người ta, của người này, của người nọ, đi lừa, đi đảo, đi mượn, đi chát, đi giật, đi dọc, rồi không trả, rồi thiếu thốn, rồi là toàn là thiếu thốn. Không bao giờ ai cho bao nhiêu tiền mà đủ hết hả? Cho 10 triệu là tiêu 10 triệu, cho 50 triệu tiêu 50 triệu, cho tới 500 triệu cũng vẫn không còn 500 triệu. Ông bà cha mẹ để lại cho hàng tỷ cũng vẫn tiêu luôn. Mà suốt cuộc đời rồi, nghĩa là chưa được 60 tuổi mà đã không còn một cái gì của ông bà cha mẹ, kể cả bản thân không có cái gì thêm. Cho nên suốt đời thèm thuồng, đó là đời sống ngạ quỷ. Mượn tiền đầu này đầu kia là lừa đảo, mà người ta nói cái gì cũng đều là trơ ra đó, không hề có nhục nhã. Lương tâm lương tri không còn, thế là cái đó là cái gì? Là súc sanh. Về suốt một cuộc đời đêm nằm, không bao giờ có một giờ phút an lành, tinh thịnh, trong sáng nào hết, mà nghĩ mưu này kế kia lừa đảo, và lừa đảo không được thì nó đau khổ, nó thiếu thốn, nó trằn trọc. Thế thì là vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh, vừa là địa ngục. Ghê gớm như vậy đó, chứ đừng có tưởng đâu. Còn những cái người mà có học đạo này là nhân thừa, mà người ta làm tròn cái nhân thừa đó, là đắc đạo của nhân thừa. Còn người có điều kiện tốt hơn là người ta thân tam khẩu tư ý tam, hả?
ta bắt sát, bắt đạo, bắt dâm, ta bắt vọng ngôn, bắt y ngữ, bắt lương thiệt, bắt ác khẩu, người ta không tham, không sân, không si, đời sống thiên thượng ngon lành quá đấy chứ. Thế thì ta thì cái người đắc đạo đó đâu phải là không có, nhiều lắm đó chứ. Rồi còn thanh văn thừa, có người ta thanh văn thừa chứ, người ta có việc được kiến tư hoạch chứ. Đó, cho nên là cái người đắc đạo đời sau không cùng số. Chớ các vị đừng có đòi hỏi cao, đừng có đòi hỏi ai cũng phải thành vô thượng bồ đề, ai cũng thành bồ tát mà bay cái kiểu như người ta chụp hình ở trong ngoài vượt biên á, vượt biên người ta chụp hình đó, có hình bồ tát quăng ra mà trên mây đó, cái đó là bịp á, lỗ mấy mua mấy ngàn là lỗ, lỗ nặng đó, không hề có bồ tát nào vậy hết á. Không phải đời trời vậy mới đắc đạo đâu, mà đắc đạo ngay trong nhà người ta là đắc đạo của nhân thừa, đắc đạo của thiên thừa, đắc đạo của thanh văn thừa, đắc đạo của những người bồ tát hạnh. Ta sống là ta nhìn vạn pháp giai không, ta tự tại vô ngại trong cuộc sống của người ta, đó là người đắc đạo đời sau không cùng không đếm hết là vậy. Phải hiểu như vậy mới được, chứ còn không là đòi cái đắc đạo mà bay trên trời vậy đó, không có đâu, nói vậy không đúng. Kinh sách Phật thường gộp chung trong một cái từ là Hán, nói theo toán học là Tây Thiên Tứ Thất. Cái từ Hán nói theo là cửu chương á, toán học mà cửu chương á. Tây Thiên là tức là Tây Thiên Túc, mà Tứ Thất á, là Tứ Thất là nhì bát, tức là 4 lần 7 là 28. Ta gọi là Tây Thiên Tứ Thất. Còn Đông Độ nhị tam. À, chữ Hán là có cái bài đó, ví dụ như lại thường thường là vô lại cái bàn tổ đó mà. Thì cái gì hòa thượng lại Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ nhị tam lịch đại chư vị tổ sư ta bái. Tức là lại một câu vậy, nó gộp lại là 28 ông tổ ở Thiên Trúc, và nhị tam Đông Độ nhị tam là 6 ông tổ ở Trung Quốc. Rồi nói tới Đông Độ nhị tam rồi có người hỏi gì chứ còn cửu quyền thất tổ là ai, tôi nói muốn thêm tổ nào nữa đó vô thêm. Mình thích ông nào làm tổ mình cứ theo vô ông về xong hết. Tổ Nguyên Thiều, tổ Liễu Quán hay là tổ Trúc Lâm hay là tổ nào đó thêm vô ông nữa, không có sao hết. Nhưng mà nói vậy, chứ còn ở trong đó ta có cũng theo kinh Phật đó mà. Cái tông nào đó ta thích ta thêm một ông nữa, gọi là thất tổ, cái từ đó là có ở trong Phật học á. Nhưng mà cái đó không có nhầm gì, đừng có thèm tìm cái đó. Thất tổ, bát tổ, cửu tổ, thập tổ gì đều có hết. Rồi còn cái chữ mà chữ cửu quyền đó mà. Cái chữ cửu quyền đó cũng có nhiều người hỏi tôi, thờ cửu quyền thất tổ là sao? Cửu quyền là cái từ nói như vậy, chứ cửu quyền là trong đó nó có ba thì ở trong á. Nó có một cái số là thuộc về quá khứ, như cao tầng tổ khảo. Khảo là tức là cha, mà cha chết thì ta gọi là khảo. Còn cha còn thì ta gọi là phụ. Phụ một á thì ta gọi là khảo. Thế thì cao tầng tổ khảo là nó thuộc về quá khứ, thì cái đó có thể thờ được. Còn kỹ thân là mình nè, rồi tử là tôn là tăng là quyền nè, là mình nè, là con mình, là cháu mình, là chắc mình, là chích mình nè. Thế thì ta dùng cái tự cửu quyền là như vậy, có nghĩa là một cái hệ thống, cái đường dọc, hệ thống dọc của con người, là người ta có thể ta lấy cái mốc thời gian đó còn ngôn từ để nói. Cao là ông sơ, tăng là ông có, tổ là ông nội, khảo là cha. Thế thì lấy cái mốc cái đó thì kỳ thật là mình trước cái ông cao của mình đó mà, rồi gì nữa đó. Rồi còn tử tôn tặng quyền là chắc rồi chích rồi mà, còn nữa thì đâu bao nhiêu đó. Nhưng mà đại để là người ta có thể ta nói rằng là chí ưu cửu tộc, giai bổn của tam thân yên. Hàng cửu tộc là những người gần gũi của mình, và hàng tam thân á là bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên vợ, thì đó là những người thân của mình. Đó là cái từ của kinh sách người ta nói như thế. Còn mình đem mình thờ cửu quyền thì tôi không biết là sao thờ, mấy người ta còn sống nhân mà thờ cái gì. Cho nên là có những cái mà mình phải điều chỉnh, mình học kỹ thì mình phải điều chỉnh. Tôi nói ví dụ như cái câu phục nguyện nãy nó phải điều chỉnh thôi. Thí chủ tấn tam đa phải điều chỉnh thôi. Đa tử, đa tôn, đa phú quý bây giờ không hợp nữa. Sau đây ta tìm hiểu về Đông Độ nhị tam qua cái thi ca. Pháp Đông Lưu nhập thử độ, Bồ Đề Đạt Ma, Vi Sơ Tổ, Lục Đại Truyền Đăng Thiên Hạ, Văn Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Thế là khi Phật Pháp sang Đông Độ,
tức là Trung Hoa, thì Bồ Đề Đạt Ma là cái người mà đem chánh pháp của Đức Phật đến đầu tiên truyền bá ở Trung Hoa. Người sau gọi Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, tiếp theo là lục đại truyền y, nghĩa là sáu đời tiếp theo vẫn còn giữ cái truyền thống truyền trao y bác để mà làm chứng tín, để mà làm chứng tín cho cái vai trò và cái nhiệm vụ kế thừa cho đến đời sau là lục tổ Huệ Năng. Thế lục tổ Huệ Năng kế thừa là Bồ Đề Đạt Ma nè, Huệ Khả nè, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Huệ Năng là đệ tử của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên là những cái bàn thờ tổ nó có những câu đối rất là hay. Hồi nãy tôi nói đó là hai câu đối đó nói về niêm hoa đốn ngộ thừa đương linh thú chấn tông phong. Câu đó là nói về sơ tổ ở Tây Thiên Trúc. Cái vế thứ hai là y bát chân truyền vĩnh kế Quỳnh Mai Hưng Đại Đạo. Đó là nói về lục tổ Huệ Năng. Còn câu đối nữa là câu đối này của cọ tổ tổ Tăng Sáng là phải. Thiếu thất Tăng Sáng, Bồ Đề Đạt Ma, rồi Huệ Khả, tổ Huệ Khả. Thiếu thất đình tiền, thiên trượng Bạch Vân Hàng lập tiết. Bạch Vân Hàng lập tiết là hồi đó tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi tới tổ Huệ Khả đó. Tổ Huệ Khả đó là cái câu đó nói về tổ Huệ Khả đó. Đứng ở trước cửa động Thiếu Thất, Thiếu Thất đình tiền, thiên trượng Bạch Vân Hàng. Trên trời là mây 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 mà cái mùa tuyết phủ giá băng á, mà đứng ở ngoài sân mà chờ cho được cái giờ phút mà cái cửa Thiếu Thất mở ra để mà hỏi đạo. Là tiếp nghe là nó lúng ngang tới cả đầu gối rồi. Cái ý chí mà đi tìm học đạo hỏi đạo của người xưa vậy. Thiên trượng Bạch Vân là toàn cái bầu trời là toàn là mây trắng rồi tuyết rơi. Thì câu cái vế thứ hai là nhất triêu minh nguyệt dạ, Thiếu Thất đình tiền thiên trượng Bạch Vân Hàng là Quỳnh Mai Lâm Lý. Quỳnh Mai Lâm Lý là câu này là nói về tổ Huệ Năng. Nhất triêu minh nguyệt dạ truyền y ở trong cái huyện Quỳnh Mai, ở trong cái rừng cây, ở trong cái huyện Quỳnh Mai, ở dưới cái bóng trăng đêm, ông ngũ tổ Quỳnh Mai đó, ông truyền y bát cho Bồ Đề, cho lục tổ Huệ Năng là một bữa ban đêm mà dưới trăng, dưới ánh trăng, dưới triêu minh nguyệt dạ, dưới một ánh trăng ban đêm truyền y bát, bảo ông phải đi về hướng nam mà ông truyền đạo. Cho nên những cái trong cái chùa bàn thờ tổ nó có những câu đối hay lắm, mà mình nghe cái này nữa nó dìu dặt còn hay. Rồi còn có mấy phút hả? Còn mấy phút làm sao mà triển khai hết cho nổi một bài? Giờ có ai hỏi gì không? Hỏi ra. Có câu hỏi gì không? Này là tiền không có câu hỏi gì hết trơn. Không có câu hỏi thôi là nghĩ vậy. Chứ cái bài tới này hay lắm. Hay lắm, nói ngắn, uổng lắm. Tôi nhắc lại đại chúng để ý đọc cái bài tới này là ai có sách đọc trước đi nha. Nó hay kỳ quặc. Ai tu hành ta cũng cầu chân. Người ta cũng là có ý cầu chân để diệt vọng. Bỏ vọng mà cầu chân. Bỏ ta bà để cầu niết bàn cực lạc. Đó là cái ý chung của nhiều người vậy. Nhưng mà ở đây á, chân bất lập, vọng bổn vô. Ghê chưa? Chân không thật, lấy chân đâu để mà lập, để mà đòi, để mà tìm cầu chứ. Nó không có thật. Còn gọi là bỏ giọng hả? Giọng, đã là giọng thì nó không chân. Thế thì tìm giọng ở nơi nào để mà bỏ đây? Cái này sâu lắm. Rồi bỏ cái có để đi tìm cái không á hả? Thì có và không xóa sạch chớ để lòng. Bởi vì để lòng là sai chân lý rồi. Bởi vì có, nó không thật có. Vạn pháp vốn sanh mà. Còn gọi là không mà. Đừng có đi tìm cái không nào nữa. Cái không đó phải thấy ngay nó sắc là không. Cái không đó không phải là hoàn toàn rỗng đâu. Để ý đọc cái này trước đi, bài sau, bữa sau triển khai cái này hay lắm.
thôi hết giờ là nghỉ đây.